Như ví dụ nói ngay như con Cross chẳng hạn, hệ thống treo phía sau theo kiểu dạng dầm xoắn. Bây giờ các bạn bảo là đi dầm xoắn mà đi khoảng tầm một người á, tôi nói với các bạn sóc vãi cả đái ra luôn, mà nó ồn đấy chứ, khung vỏ mẹ đéo gì khung vỏ, toàn là mỏng dính mỏng dình nha. Treo ngon không? Chạy bằng lắp đấy chứ không phải mẹ chạy như bây giờ đâu, nó chạy bằng lắp đấy. Nếu mà so sánh như liên con như là Cross hay Tucson bây giờ á, mẹ hệ thống treo này nó đáng gấp nhiều lần so với hệ thống treo của những con xe hiện đại bây giờ luôn. Nhưng mỗi cái là những con như Escape ngày xưa như này thì nó sử dụng hoàn toàn bằng linh kiện cụm, cho nên là đồ điếc nó rất là đắt. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là cái gương này chẳng hạn, các bạn bị vỡ cái mặt gương thì các bạn phải mua cả cụm, chứ không nó không bán cái mặt gương lẻ đâu. Đấy. Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Mình đang cầm lái chiếc Ford Escape 2003, một chiếc xe mà bây giờ chúng ta gọi là nuôi những bố già đấy, bởi vì nó cũng gần 20 tuổi rồi. Số km thì chạy đâu đó cũng rơi vào khoảng 1 triệu cây rồi, làm máy thì chắc cũng phải 2-3 lần rồi. Những chiếc xe như này mà các bạn mua về mà các bạn muốn nó còn zin á, xin lỗi các bạn không có đâu. Với cả cái thứ hai ấy, là nếu như mà đã còn zin ấy thì tốt nhất là không nên mua, bởi vì mua về ấy, đi làm máy lại rồi đại tu lại hết tất cả mọi thứ á, tôi nghĩ nó phải loanh quanh quá nửa cái xe luôn. Đấy, chiếc xe này thì tôi có ông bán khoảng 145 triệu cho chiếc Ford Escape 2003, số tự động, hai cầu. Một mẫu xe mà Ford rất thành công ở tại thị trường Việt Nam. Ở thời điểm năm 2003 thì nó rơi vào cỡ khoảng 45-46 nghìn đô la Mỹ. Một con số mà nó là cả một cái gia tài rất lớn với chủ sở hữu ở thời điểm đó luôn, cực kỳ lớn. Mà nó còn hơn ở một miếng đất ấy. Đấy, 45.000 đô la là ngày xưa là tính theo đô, mua là mua theo đô chứ không phải mua theo tiền Việt như bây giờ đâu các bạn ạ. Và để mà nói nha, những cái mẫu xe crossover hạng C ở thời điểm như Ford Escape ở đây ấy, thì nó có những cái chất hoàn toàn khác biệt so với những mẫu xe crossover hạng C hiện đại ngày nay, như là Toyota Corolla Cross hay là Hyundai Tucson. Ở bên nước ngoài ấy, thì người ta thích chơi những cái dòng xe dung tích lớn, thì những con này thì đều là nhập khẩu hết chứ không có lắp ráp gì ở tại Việt Nam cả. Để mà nói nhá, con Escape này á, nó còn ngon gấp vạn mấy con crossover hạng C hiện nay như là Tucson hay là Toyota Corolla Cross các bạn ạ. Một cái hệ thống treo phía trước kiểu độc lập này, phía sau kiểu liên kết đa điểm, kết hợp với thanh cân bằng, rồi chạy chạy bằng lắp nữa. Đấy, phía trước và sau. Nói chung là đại loại thì để mà nói nhá, treo con này, động cơ con này, nền tảng khung gầm con này nó ngon gấp khoảng tầm gấp rưỡi những con Cross hạng C bây giờ, thực sự luôn. Nhưng mỗi cái là những con như Escape ngày xưa như này thì nó sử dụng hoàn toàn bằng linh kiện cụm, cho nên là đồ điếc nó rất là đắt. Đấy, ví dụ chẳng hạn như là cái gương này chẳng hạn, các bạn bị vỡ cái mặt gương thì các bạn phải mua cả cụm, chứ không nó không bán cái mặt gương lẻ đâu. Đấy, ví dụ chẳng hạn như con này nhá, Bmeyer của nó thì bình thường là chúng ta tháo bỏ cái trụ ra, xong rồi chúng ta ép bi ra đúng không? Thế nhưng mà đối với những con này nó bán cả trụ luôn chứ nó không bán bi rời. Đấy, thế đâu ấy khoai, nó đắt mà. Thế nên là ngày xưa Ford cứ bị mang tiếng là đồ đắt ở chỗ đấy, bởi vì nó không bán linh kiện lẻ, nó gọi là nó chế tạo theo kiểu dạng linh kiện cụ, cho nên là đồ nó rất là đắt. Kể cả những con này bây giờ nhá, thay thế rất là đắt luôn, cực kỳ đắt chứ không phải được chuyện đơn giản. Thế cho nên là thực sự ai hiểu biết về xe họ mới chơi những cái dòng xe như thế này. Đấy, chứ còn nếu mà không biết thì không dám chơi đâu. Hôm nay mình cầm lái trải nghiệm Ford Escape này một tí để chia sẻ tới quý vị các bạn về những cái trải nghiệm mà phải nói rằng là nó rất là nó từ xưa rồi nhưng nó vẫn đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là vui. Cảm giác cầm lái một chiếc xe chúng ta có được những cái sự hào hứng, đúng không? Đấy, ví dụ nói ngay như con Escape này chẳng hạn 2003 nhưng mà chạy vẫn rất là ổn định, máy khỏe. Đấy, máy khỏe rồi, hệ thống treo êm. Đến bây giờ nhá, đến bây giờ để mà nói so với những mẫu xe trong phân khúc hiện nay, nó hoàn toàn là vẫn là hơn rất nhiều điểm. Như ví dụ nói ngay như con Cross chẳng hạn, hệ thống treo phía sau theo kiểu dạng dầm xoắn.
Bây giờ các bạn bảo là đi dầm xoắn mà đi khoảng tầm một người á, tôi nói với các bạn sóc vãi cả đái ra luôn, mà nó ồn đấy chứ, khung vỏ mẹ mẹ đéo gì khung vỏ, toàn là mỏng dính nha. Đi mẹ cảm giác xe bay. Đối với những con anh kép như này á, các bạn chạy mẹ tầm 140-150 vẫn thấy ok trên đường cao tốc luôn, không phải nói nhiều, cực kỳ sướng. Nhìn chung là với những cái con xe như này thì các bạn phải biết chơi, chứ còn nếu mà các bạn mua về mà các bạn để gọi là để nó hái ra cho mình tiền ấy, mà các bạn đi lại thường xuyên hái cho mình tiền thì các bạn không nên mua. Nó là kiểu dạng bây giờ là nuôi bố già rồi. Con này thì vẫn còn ngon rồi, báo dầu, báo nước, vòng tua máy, rồi km thì nó vẫn ngon, hoạt động rất là tốt. Đấy. Còi nguyên bản luôn, đi mẹ vẫn chưa thay. Còi nguyên bản luôn. Này con này là chủ cũ là người Sơn La. Chạy thường xuyên chạy đồi chạy núi đấy. Mẹ. Thế mà bây giờ chạy vẫn ác. Chạy đồi chạy núi, đổ đèo, leo dốc. Không phải lo nghĩ gì luôn. Dạo này đi đường rất hay gặp những ông mẹ thủng lốp với hỏng xe, đéo hiểu kiểu gì. Hy vọng là chạy con này thì nó không hành mình cho mình làm đường. Nói thế thôi các bạn ạ, mẹ con này làm máy lại ngon rồi. Ngày xưa thì chỉ có hệ thống DVD thôi, CD thôi là ngon rồi. Điều hòa chỉnh tay, chỉnh cơ hết, tôi thích chỉnh cơ. Đeo phải điện tử như bây giờ khó sử dụng bó mẹ ra được. 4x4 này. Sử dụng cơ hết. Cái dòng xe Ford ấy của nó cần số. Ngày xưa nó toàn sử dụng ở trên phía bên bên vô lăng này. Sử dụng hay phết. Rộng, nói chung là con này thì tầm nhìn quan sát rộng cực kỳ luôn các bạn ạ. Cột chữ A to. Nhưng mà cột chữ A này nó vuốt thược, vuốt ngược lên nên, cho nên là mình nhìn quan sát hai bên nó rất là rộng, nó thoáng, gương rất là to. Nói thật với các bạn, đi những cái dòng xe mà gương nhỏ khó chịu lắm. Đi nó khó quan sát, mà cảm giác lúc nào cũng trong cái trạng thái rất là căng thẳng, nó mệt mỏi. Đi những cái dòng xe gầm cao này các bạn cảm thấy nó rất là sướng, nó thông thoáng, nó không bị bí. Gần 20 năm tuổi rồi chạy vẫn phà như này ngon nhỉ. Mà bán có 145 triệu. Giờ có tiền mua con này về xong rồi độ đẽo lại. Mẹ sang năm thi PVC. Thi ô tô địa hình nhỉ. Được chứ đéo gì mẹ. Đúng không? Đây nhá. Con này thì nó có cả số 2, số 1. Ví dụ chẳng hạn như là nếu mà di chuyển đi đường đèo, đường núi ấy, thì các bạn đi số 2 hoặc là số 1. Còn nếu như là đi bình thường đường trường như này thôi thì mình đi số D thôi là ok rồi. Quay về không đến lúc hết xăng thì mẹ nằm đường thì vỡ mồm. Vô lăng thì ở thời điểm 2003 thì nó chỉ sử dụng kiểu dầu thôi. Thế nhưng mà chạy thì nếu mà di chuyển ở trong phố xá thì nó khá là nặng. Đối với những ông nào mà kiểu dạng chân yếu tay mềm ấy, cầm lái những cái vô lăng này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó hơi vất vả. Nhưng đối với những anh em mà thích lái như tôi thì tôi rất thích cái kiểu vô lăng nó phải nặng như này mới sướng. Bây giờ vô lăng của các mẫu xe Hàn, xe Nhật nó nhẹ quá, nhiều khi mình cầm lái nó rất là khó chịu. Thực sự luôn. Đấy, nó phải có cảm giác như này này. Cảm giác như này. Nó mới là sướng, cảm giác vần lái nó phải mẹ bằng hai tay như này này nó mới sướng. Đây thì bây giờ vô lăng nhẹ tênh nhẹ tình ra, những cái dòng Tucson, dòng Cora Cross đấy. Chạy vô lăng nhẹ tình ra đi mẹ, đi nhiều khi khó chịu. Nhưng mà thôi thì mỗi xe nó có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Bây giờ thì nó sẽ thiên về gọi là mức tiêu hao nhiên liệu, gọi là xe phải tiết kiệm, rồi phát thải khí thải thấp đấy. Còn lại để độ sướng thì chắc chắn không sướng vào những cái con như này đâu các bạn ạ. Chạy 3.0 nó vẫn khác lắm, sướng lắm. Đấy, các bạn muốn vượt chiếc xe nào thì vượt thôi. Rất nhẹ nhàng luôn. Gọi là hơi mớm chân ga một tí thôi, nhưng mà nó đốt xăng thì thôi rồi các bạn ạ.
Đây là nuôi, đúng là nuôi những bố già đấy. Những con xe bây giờ thì nó hiện đại, có những công nghệ hỗ trợ như là hỗ trợ giữ làn rồi phanh khoảng cách vân vân và vân vân. Mình nói thật nhá, đối với những em mà thích lái thì người ta ít khi người ta sử dụng đến những công nghệ như vậy, là cùng lắm là set ga tốc độ cruise control chẳng hạn, như là chạy được cao tốc thì mình gọi là có những sự thư giãn nhẹ nhàng, không phải phanh không phải chân ga chân phanh nhiều đấy thôi. Chứ còn để mà nói thì chạy mà thích lái thì ít khi dùng những công nghệ như vậy lắm, thực sự luôn. Như mình ít khi mình dùng lắm. Vô lăng là mình cầm lái phải tương tác nó mới sướng, mà thực sự nó mới đem lại những sự an toàn cho mình. Mua con này về xong rồi độ đẽo lại, mẹ sang năm đi PVC, đi chơi, đi đua off-road. 140 bây giờ, 145 bây giờ mà mua thì chưa mua được con Morning. Bằng tiền con Ghét. Ghét 205, 206 bây giờ cũng bán cỡ khoảng tầm 140, 150. Xe cỏ mà. Nhưng mà đi mẹ đồ con này thì đắt thôi rồi luôn. Đi mẹ. Thật. Đây vì bây giờ nó hiếm. Trên hội thì anh em cũng có trao đổi giao lưu đấy, nó cũng có đấy. Mà nó cũng đắt. Đắt là so mặt bằng chung với những cái dòng xe cỏ cỏ như là i10 Morning Gate thôi, chứ còn để mà nói thì về độ đắt thì bây giờ nó cũng làm sao mà đắt bằng những cái dòng xe cao cao được. Đồ gầm đồ máy giờ chợ trời đấy mà lên mua thì đầy. Thế giờ đến cuối tuần cố gắng làm nhiều video nữa, chia sẻ cho anh em những cái dòng xe khác nhau. Đây là một con xe mà mình cảm thấy chạy rất là vui đấy, thú vị. Lâu lắm rồi mới được chạy một cái con xe mà từ đời Tống. Thế nhưng mà nó vẫn đem lại cho mình cái cảm giác rất là vui, thực sự luôn. Rất là vui, cầm lái nó sướng, thì lại có nhiều cảm xúc. Ngày xưa thì nó đã có chỉnh gương, chỉnh mặt gương bằng điện như này rồi. Gương chỉnh mặt gương bằng điện này, hai bên này. Đấy, lên xuống kính bằng điện. Đéo phải quay tay như Toyota Gigo. Chỉnh điện điếc hết đấy. Ngon, ngày xưa con này 45.000 nó là một cả một cái gia tài lớn đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Bằng mấy miếng đất đấy. Ngày xưa mua bằng đô chứ lấy đâu mà mua bằng tiền Việt, bây giờ mà mua là phải đặt đấy. Ngày xưa mà mua 2002, 2003 thì ở thời điểm đấy thì chỉ có mỗi ở Hà Nội, có mỗi Ford Hà Nội, Ford Thanh Xuân, không biết chưa, không biết thời điểm đấy đã mở chưa. Có mỗi Ford Hà Nội, Ford Láng Hạ, đấy, mỗi hai Ford là mới được mở. Còn lại thì rất ít đại lý, nhưng bây giờ không, nó không nhiều đã các đại lý như bây giờ đâu. Thời điểm đấy ô tô nó là một cái mặt hàng giá trị cực kỳ cao. Đại gia với đi ô tô 2003, 2005 nhá, tôi xin nói với các bạn nhá. Ở thời điểm đấy đại gia lắm. Với mẹ gọi là mua gọi là gì? Lanos rồi Lacetti. Đấy, đại gia đấy nhá, là đi Lanos, Lacetti. Ông nào mà đi tầm mẹ X-Cap với cả Mondeo với cả gì nhờ, X-Cap Mondeo với Laser thì nó là đại gia, nó là kiểu dạng quan chức nhà nước với có tiền mới mua, với có tiền để mua để đi. Còn mẹ như người dân mình lấy đâu ra tiền mà mua ô tô, kể cả ô tô nhỏ lấy đâu ra tiền, nghèo. 2003, 2004, 2005 thì đã có cái gì đâu. Vài năm về sau phát triển được tí thì coi như là với ấy được. Còn giờ thì nói chung là ô tô thì đầy rồi. Đấy nhá, vượt con xe hổ vồ này rất là đơn giản luôn. Úi dồi, vút phát lên 100 luôn anh em ạ. Thịt mẹ, vút phát lên 100 luôn. Đấy, ngày xưa thì nó sử dụng hệ thống trợ lực dầu cho nên là chạy tốc độ cao. Nó vô lăng nó nhẹ. Bộ lăng nó nhẹ, nhiều lúc cảm thấy ghê. Nhưng
Nhưng mà đi bình thường thì rất là sướng, nhưng mà đến chạy tốc độ cao thì nó lại nhẹ, bởi vì bơm dầu nó hoạt động nhiều, nó bơm dầu vào thước lái, hiểu không? Đấy, cho nên là vô lăng nó nhẹ. Và chạy tốc độ thấp thì sướng. Mà lên 100 đơn giản lắm các bạn ạ. Thì mẹ 3.0 V6 cơ mà. 200 mã. Ví dụ còn như con Karen này nhá, phát 1 luôn, không phải nói nhiều. Không có cửa luôn, với cả thì mẹ anh kép luôn. Thế mẹ ảo, ảo mà. Đấy, treo rất là ổn định. Thì mẹ mặc dù nhá, con xe này nó 20 năm tuổi rồi, xe này vẫn ngon. Con này là của nó là đằng trước là kiểu độc lập, phía đằng sau kiểu liên kết đa điểm với thanh cân bằng. Chạy bằng lắp các bạn nhá, không phải chạy bằng lắp chứ không phải đơn giản đâu. Tí nữa mình quay cho các bạn xem. Ford thì từ trước đến nay nền tảng khung cầm chắc chắn rồi, không phải nói quá nhiều luôn. Nền tảng khung cầm của Ford thì rất là ok, chắc chắn, dày dặn. Ngày xưa những con 2003 này thì Ford cái động cơ 3.0 V6 này thì nó đã được chuyển sang dạng full đa điểm rồi, nó không phải kiểu dạng full đơn điểm nữa. Full đa điểm là gì? Tức là tất cả con này nó có 6 vòng đốt thì nó sẽ có 6 kim phun ở trước ống supap. Đấy, trước supap. Đấy. Còn đơn điểm thì là nó chỉ phun vào họng xong nó tự phân phối thôi, nó chỉ thay cho chế hòa khí thôi. Đấy. Thế cho nên là con này là một trong những cái con xe mà 2003 mà nó cũng rất là hiện đại so với những mẫu xe hiện tại như bây giờ nhá. Đấy, kể cả Tucson 1.6 hay là Toyota Corolla Cross chẳng hạn như thế. Cái những cái động cơ như thế, như bây giờ trừ động cơ hybrid nhá, thì tôi nói với các bạn nhá, những con này nó gọi như là đẳng cấp về công nghệ thì không phải nói luôn. Trục cam đôi ngày xưa thì nó sử dụng toàn trục cam đôi hết. Ví dụ như con này nó có 6 máy thì nó khoảng tầm 4 cái trục cam. Đến bây giờ ví dụ chẳng hạn như Honda City, Si Tủng với sử dụng trục cam đôi, ngày xưa toàn sử dụng trục cam đơn. Trục cam đôi thì nó tối ưu được hút xả. Đấy, cái thứ hai là nó điều chỉnh được các van nạp. Nó mở rộng các van hút vào để nó tăng lưu lượng gió vào bên trong buồng đốt. Từ đó thì nén khí nhiều hơn, nó sinh ra công nhiều hơn mà tiết kiệm hơn. Đấy. Còn mà với cả cái thứ hai là máy nó khỏe nữa. Máy nó cực khỏe. Hôm trước vừa xem một cái đoạn video clip ở trên hội nhóm Escape. Có một ông ấy chia sẻ cái video mà về bộ phim của thằng El Chapo ấy, cái thằng trùm ma túy nổi tiếng khét tiếng thế giới đấy. Mà giàu có như thế mà nó vẫn đi Escape. Escape đấy. Escape ngày xưa nó là một huyền thoại đấy, đéo hiểu tại sao Ford Việt Nam giờ không nhập về thị trường Việt Nam nữa. Hơi tiếc. Mà rất nhiều người thích Escape nhá. Căn bản bây giờ nhập về thì cái giá nó cao quá, nó không cạnh tranh được với các đối thủ trong phân khúc hạng C. Chứ không phải là nó không ngon. Thực sự nhập về giá cao quá. Các bớt option đi thì các ông kêu, mà đéo cắt thì giá cao bán thế đéo nào được, đúng không? Ô bi ngày xưa nó đã cắm thẳng trực tiếp, nhưng bây giờ càng đã cắm thẳng trực tiếp rồi, nó không phải sử dụng dây đâu. 2003 mà bobin mà đã gọi là cắm thẳng trực tiếp đây này, thấy chưa? Cắm thẳng trực tiếp luôn. Như các dòng xe bây giờ bobin cắm thẳng trực tiếp thì bắt đầu nó mới được sử dụng nhiều, chứ còn ngày xưa thì toàn là kiểu dạng là bobin kết hợp với cả dây. Đấy, kết hợp với cái dây. Máy thoáng. Con này thì làm đồng sơn hết lại rồi. Đồng sơn hết lại rồi. Hôm trước mua cái ốp này cho ông anh 650 ốp. Cứ ship từ Sài Gòn về. Nói chung là nhìn về mẫu mã thì vẫn rất là ngon. Mẫu mã thì con này thì cũng vẫn ngon, bởi vì làm lại công tác đã hết rồi. Con này không có chuyện là sơn
sơn zin đâu, toàn là làm lại hết rồi. V6 đấy này, lốp lốp béo. Form ngày xưa nó vẫn là đẹp. Form này rất là bền dáng nha, mình rất thích kiểu form form vuông như này nhá. Đây, cho các bạn xem phía sau nhá. Chèo ngon không? Chạy bằng lắp đấy chứ không phải mẹ chạy chạy như bây giờ đâu. Nó chạy bằng lắp đấy, nếu mà so sánh như liên con như là Cross hay Tucson bây giờ á, mẹ hệ thống treo này nó đáng gấp nhiều lần so với hệ thống treo của những con xe hiện đại bây giờ luôn. Treo lắp bằng phía sau sử dụng lắp luôn, nhịp mẹ ra màn. Đây này. 3 điểm. Không là thay cân bằng. Đấy. Ngon lắm, treo ngon lắm, chạy thế nó mới chạy này nó mới sướng. Đây này. Phía trước này. Đây này, phía trước cũng dùng lắp luôn nhá. Phía trước cũng lắp, mẹ. Ngon lắm, treo cực ngon luôn, độc lập. Con treo phía trước này đạn độc lập, sử dụng lắp. Này, giảm sóc của nó này. Vẫn còn mùng, vẫn còn ngon lắm. Hơi bị ngon luôn. Đây, cho anh em xem ghế ngồi thì vẫn còn căng nhá. Thì mẹ. Escape này. Ghế zin luôn đấy, không phải thay đâu.